Bể Núi xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn. Tối qua mấy anh em đi cắm câu rồi, tối mình thăm rồi kiếm được 4 con. Giờ sáng hai chú cháu ra nhổ câu về các bạn ơi. Sáng nay không biết có dính gì không đây. Tối mình dính được 4 con. Gì không Út? Đu à. Câu đó, đó, nó lú cái đọt lên như giò đó. Mình nhổ câu về. Bên này mình bụi tre. Đang cần ru à? Nãy giờ em rô á. Nhích nhích. Đâu mất tiêu con luôn rồi. Được không? Cái gì không? Lấy gì các bạn ơi? Dính hả vậy? Dính này. Đó. Ờ. Bự không bự không? Nhổ câu rồi các bạn. Ý con cá, ê cá thắt lát, thắt lát, thắt lát. Ồ, cá thắt lát. Thắt lát, thắt lát. Ừ, cá thắt lát các bạn ơi. Ồ. Im nè, im nha. Rồi, gỡ nó. Thắt lát trắng từ ta ơi. Nhìn nó gì vậy? Thắt lát. Thắt lát các bạn ơi. Thắt lát này lâu lắm rồi mới thấy. Im. Được hai chú khó dính là mừng rồi. Thằng đó sao rồi hả? Nhà lên trên lần hả? Lên trên thì nhổ lên.
mang xuống lục bình hả? Thấy dây thẳng thẳng đó, rồi chết đó. Gậy vô lục bình dễ hết sống. Gãy cây hả? Rồi ngoài dưới đó chết rồi mà. Con chết. Cái cây hết sống. Con tơ này chết. Lên ngóp được á. Lên được. Con cái chút lên ngóp được. Chút lên ngóp không được. Mấy cần nó hết rồi bạn ơi. Thằng gốc kia. Đó mũi vỏ. Còn 3 cần nữa hết rồi bạn ơi. Chắc kiếm thêm con hay con gì nữa gốc. Ba cần. Gì không, gì không? Đúng không? Chảy, chảy hả? Rồi. Cần này cần cuối cùng. Hết rồi bạn ơi. Hết rồi mình về các bạn ơi. Đây. Thành quả buổi sáng được 2 cá chê, con thác lát. Bây giờ mình về các bạn ơi. Về. Đó. Đây hai chú cháu về tới nhà các bạn ơi. Sáng dính được 3 con đổ rồi. Sáng nay tại hàng tối rồi. Sáng nay được con cá chê, 2 cá chê, con thác lát với 4 con tối đổ ra luôn á. Quá wow, tối rồi các bạn. À, tối mình được 4 con với sáng 3 con nữa là 7 con cá chê, con cá thác lát nha các bạn. Tí đợi chị Năm vô cái xong cái mình làm món núi đang tỉa bông cả nhà. Ở núi thì tỉa bông, còn Úc thì nướng cá. Nướng ngon ngon không? Đây cá chê của mình Út đang nướng chín nè các bạn ơi. Giờ rút ra dĩa đi Út. Rút ra dĩa đang mình lên mình lai gai. Giấc buổi trưa này chắc uống không được nhiều đâu. Bỏ lên hết luôn đi. Để ngay sau. Rồi lên bỏ nó xuống đặt đây nóng rồi. Đây thành quả của hai chú cháu đi cắm câu đêm, đi thăm buổi sáng nha các bạn. Sáng cái này là mình làm phần 2, buổi sáng về hồi tối trễ quá rồi hai chú cháu không có nướng, giờ để sáng mới nướng. Đây cái chê nướng món gừng, rau gừng bữa nay
làm lai gai sương sương các bạn. Đây, giờ mình xin mời các bạn ly nha. Rồi mời các bạn cùng vô. Các bạn vô. Đây. Vô các bạn ơi. Ông rút con cá ra làm con cá coi. Chắc chưa nắng uống vô trời. Úp nướng cá thì phải banh cá ra. Kéo cá ra bạn ơi. Kẹp kẹp chiếc đũa vô, đừng có lấy tay kéo vô đó, lấy cái đầu đũa kẹp vô. Ơi quá đã anh hai ơi, mời bà con anh em cùng vô. Cá này cá là vườn rút ở chốt với núi làm thành quả đêm hôm à, ăn miếng nè. Đây là rau đồng đột sộp, đột chùm mồi. Út làm miếng mời khán giả. Út mời cô chú anh chị dùng miếng cá chê đi cắm về nín thinh không ăn luôn hả? Dặn thấy vậy. Thịt quá đi cắm đi bơm các bạn ơi. Giờ mình nướng xong chín nha, rồi mình cặp vô sống. Xin mời các bạn. Cái bình gỗ mày không ngắt chứ nói. Cái bình gỗ này nó bị hư rồi. Nó bị bữa hổm em làm rớt á. Nó bị không có còn ngắt nữa. Rồi. Quá ngọt thì vô ly đi chứ đừng cho bị núi dựng máy bị núi ăn chứ ăn ên hoài trời còn chép nữa chứ. À, mình xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Quá trời ngon luôn. Dựng máy lên ăn với Út mới được chứ để Út ăn ên không được chết là phải hưởng thụ thành quả mới được chứ. Tao làm thử miếng cá chê coi. Im không? Đây, Bể Núi xin mời cô chú anh chị và các bạn miếng cá chê trắng nướng mắm gừng ăn rau gừng nha các bạn. Thành quả của hai chú cháu đi cắm câu đêm. Lâu quá mà ăn cái chè ngon quá. Cắp rau gừng coi, lát cắt với hết coi. Quá bông quá hoa. Chờ Út Lộc cúng cái mình vô cái vô Út Lộc khỏi ăn. Cá này mà mình cắm sớm tí nữa lấy một bình ra cắm mà cắm bữa không vô. Thôi giờ vô cái nữa đi, xin mời các bạn nha. Đấy, mình cũng xin mời tất cả cô chú nhìn gì các bạn ly nữa rồi mình xin kết thúc video nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.